Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto chúng tôi xin giới thiệu bạn cái nắp điện tử mới ra mắt ha. Thực ra chính xác là thời điểm này nó cũng chưa ra mắt nữa. Có cái mã hiệu là như sau ha. Tôi sẽ mở cái nắp lên cho ta xem. Thì cái nắp này nó sẽ có cái mã hiệu là TCF 23410AA thăng NW1 ha. Cái nắp này còn có tên gọi là Wireless C2. Thì nắp này có xuất xứ là Malaysia nha bạn. Đây là cái hình dáng của nắp này. Thì cái nắp này nó còn có một cái người anh em khác gần tương đồng, đó là cái TCF 24 23460AA. Thì nó giống hệ cái nắp này mà có cái dấu dây ha. Thì tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem qua cái sản phẩm này nha bạn. Cái sản phẩm này thì tương đối là khá mới, tôi cũng chưa có mở, đây là mở lần đầu tiên, chưa biết cái hình ảnh cũng như mẫu mã nó như thế nào. Đây là một cái nắp điện tử, nó sẽ không có đi kèm remote nha bạn. Không có ghi kèm remote. Đây là phía trong cái nắp nha bạn. Đó, phía trong cái nắp. Và chúng ta sẽ có cái tê chia nước nè. Đây là bộ chân để lắp cái nắp vào cái bồn cầu, một số giấy tờ ha, một số giấy tờ, ví dụ như đây là phiếu bảo hành nè, phiếu bảo hành, ta lưu ý giữ phiếu bảo hành trong quá trình sử dụng để được bảo hành 2 năm nha bạn. Ngoài ra một số giấy tờ khác, ví dụ như về bản vẽ ha, đây là hình dạng cái nắp, kích thước của cái nắp này, đây chất liệu ha, kích thước, công suất ha. Một số giấy tờ khác ha, đây có nhiều thứ tiếng khác nhau, cứ có cả tiếng Việt, chúng ta nên xem qua. Tôi sẽ đưa cái nắp này ra để chúng ta có thể quan sát dễ hơn nha. Nắp này cũng được bọc tương đối là kỹ ha. Nhìn về cái bề dài, hình bề ngoài thì cái nắp này khá là đẹp so với cái dòng trước kia. Ví dụ như chúng ta sẽ so sánh với TCF 6631 ha. 6631, tôi xin lỗi, 6631. Chúng ta nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như cái hình dáng nắp nha, bề ngồi khá là đẹp ha. Và kể cả phía trên nắp cũng thế ha. Nhìn khá là ổn ha. Còn cái bảng điều khiển, chúng ta sẽ xem qua cái bảng điều khiển này qua ha. Nhìn qua cái bảng điều khiển này chúng ta sẽ thấy là nó cũng có đầy đủ các tính năng. Ví dụ như đây là rửa rửa êm ái ha, quên rửa mạnh nè, êm ái nè, cái này rửa tiểu nè, rửa cho nữ nè, khử muỗi, sấy khô ha, tăng giảm thì nó cũng giống như cái nắp TCF 6631 ha. Đây nó có thêm cái chức năng là cái e-water ở vòi rửa ha, nó có thêm lúc này. Đây là chức năng rửa vòi, cái làm nóng, chức năng làm nóng. Đây là tiết kiệm ha, dòng tiết kiệm nước, hẹn có hẹn giờ luôn các bạn, nó có hẹn giờ luôn. Khá là nhiều tính năng hơn so với những cái nắp trước kia, ví dụ đây đèn nó cũng báo ha.
Đặc biệt là cái nắp này nó có cái chức năng e-water ở vòi rửa nha mày. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phía bên hông nha. Phía bên hông của cái nắp này. Đó. Bên hông này thì cũng là khá là mỏng hơn, cái chiều dày nó mỏng hơn rất là nhiều. Ta xem thêm phía sau cái nắp ha. Thiết kế sau với nắp thì cũng không có khác gì so với trước kia nhiều lắm. Chỉ khác là cái bộ phận chấu bắt vào cái bát thì nó có thay đổi làm cho những cái nó nhỏ hơn. Và nó mục đích là nó làm cho được cái bộ phận dấu dây ha. Thì tiện đây tôi sẽ giới thiệu cho bạn thêm là cái chức năng. Ví dụ như nếu nói đối với cái nắp TCF, cái nắp dấu dây V17 á. Thì cái đường này á, nó sẽ là nằm ở vị trí này và đi thẳng xuống dưới ha. Nó đi thẳng xuống dưới đây chứ không phải nằm một bên hông như này ha. Đó, nó chỉ khác nhau cơ bản vậy thôi. Hai cái nắp này thì tính năng nó cũng giống nhau, nó chỉ khác là cái phần dấu dây. Dấu dây chúng ta sẽ đi với những cái cầu dấu dây nha mày. Đó, thì cái nắp này chúng ta sẽ có các bộ phận ha. Tôi sẽ đây. Đây là những cái bộ phận của nó đi kèm nha mày. Đó. Các bộ phận như vậy thôi. Và chúng ta lưu ý là cái chấu này chấu vuông ha, do cái này theo tiêu chuẩn Malaysia. Ta lưu ý chấu vuông. Những cái phích cắm mà thông thường ba chấu thì cũng sẽ không lắp được cái này. Chúng ta phải chú ý là chấu vuông. Và đây là cái đường cấp ha. Thì cái sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Toto Tốt Nước chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip. Hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán như đặt hàng trên website của chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.